Đây là một câu chuyện có thật vào năm 1897 khi Ấn Độ bị cai trị bởi chính phủ thuộc địa Anh. Trên biên giới giữa lãnh thổ Ấn Độ do Anh kiểm soát, 21 người ở pháo đài Gulistan đã chiến đấu với 10.000 người của Afghanistan. Cuộc chiến dày cam go và khốc liệt, liệu 21 người chiến sĩ kia có thể chống lại được bầy sói hoang dã kia hay là phải lìa xa cõi nhân gian tạm bợ này mãi mãi? Diễn biến câu chuyện như thế nào? Hãy cùng mình xem hết bộ phim đầy máu, đầy lòng yêu nước này nhé! Nhân vật chính của phim là Aysa, một chỉ huy cấp cao của trung đoàn. Vào một buổi chiều, Aysa và các đồng đội của mình đang tuần tra biên giới thì nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Ở phía bên kia biên giới, một nhóm người bộ lạc Afghanistan sắp giết một phụ nữ đã có chồng vì cô ấy không cho em trai của chồng ngủ chung, cả bộ tộc xua đuổi cô đi như một con cờ hó vậy. Bọn họ được dẫn dắt bởi nhà tiên tri tự xưng là em trai ruột của Vanga, ông ta ra lệnh giết người phụ nữ tội nghiệp đó. Aysa muốn can thiệp nhưng một sĩ quan cấp cao hơn anh, là Lawrence, ra lệnh cho anh ta đừng nhúng tay vào vì đang có vụ hỗn loạn đang diễn ra ở phía bên kia biên giới nên các quy tắc của họ không có tác dụng. Người phụ nữ chỉ còn vài giây nữa là bị chặt đầu, thì ngay lập tức người đàn ông đó bị bắn chết. Hóa ra Aysa đã bất chấp mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên của mình để cứu cô ấy. Anh ta chạy sang phía bên kia và tiếp tục giết tất cả những người tiến tới để cứu cô gái. Người phụ nữ Afghanistan được Aysa yêu cầu chạy đi và bất kỳ ai nếu ngăn cản cô ấy đều bị bắn chết. Cuối cùng, những người đàn ông đã bắt được Aysa và cố gắng cởi khăn xếp trên đầu xuống để xúc phạm anh ấy. Nhưng những đồng nghiệp xông lên và tấn công kẻ thù, cho đến khi bọn chúng rời đi và hét lên niềm kiêu hãnh về chiếc khăn xếp mà họ đang đội ở trên đầu. Cuối cùng, người Afghanistan bị đánh bại và lão tự xưng là nhà tiên tri bị đuổi đi, nhưng Lauren nổi giận trước sự táo bạo của quân đội Ấn Độ. Anh ta cực kỳ phân biệt chủng tộc đối với bất kỳ ai không phải là người Anh và cho rằng tất cả người Ấn Độ đều là những kẻ hèn nhát. Anh ta viết một bản báo cáo khẩn cấp thông báo cho sĩ quan chỉ huy của mình về sự bất tuân lệnh cấp trên của Aysa. Trong cảnh tiếp theo, Aysa và đồng đội Gulabor đang trò chuyện bên ngoài pháo đài thì bất ngờ ai đó bắn vào vai Gulabor. Hóa ra là quân đội Afghanistan tức giận đã tấn công pháo đài vì những gì Aysa đã làm ngày hôm qua. Quân đội Ấn Độ cũng rất sẵn lòng vào vị trí để chiến đấu. Khi một cuộc đấu súng xảy ra khốc liệt, Aysa leo xuống pháo đài và vào địa bàn của kẻ thù. Sau đó, anh ta sử dụng chất nổ để tấn công họ vào lúc họ ít ngờ tới nhất. Nhờ tài thao lược của anh mà địch phải rút lui. Sĩ quan chỉ huy khen ngợi anh ta vì lòng dũng cảm nhưng không thể bỏ qua cho anh ta vì tội không tuân lệnh. Do đó, anh ta được chuyển đến một pháo đài lân cận là pháo đài Saragari. Không ai muốn làm việc ở pháo đài này vì nó nằm giữa hai pháo đài lớn hơn và chủ yếu được sử dụng làm bưu điện để chuyển thông tin giữa chúng. Không có cuộc chiến nào từng xảy ra ở pháo đài này, do đó chỉ có 21 binh sĩ bao gồm cả Aysa được chỉ định vào đó. Trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ, Lauren, một người Ấn Độ trên cấp Aysa, gọi anh đến và sỉ nhục anh ta, gọi anh ta là nô lệ của chính phủ Anh. Aysa buộc phải xin lỗi và sự hèn nhát của anh ta và đổ lỗi cho đất nước Ấn Độ. Và anh ấy không dám cãi lại để không bị khiển trách thêm. Ngày hôm sau, Aysa lên đường đến pháo đài mới. Trên đường đi, người phụ nữ Afghanistan mà anh cứu tiếp cận anh. Họ không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng Aysa nhận ra rằng cô đang cảm ơn anh vì đã cứu mạng cô. Anh ấy nhận một món tráng miệng ngọt ngào từ cô ấy trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến pháo đài, anh được hạ sĩ Lao và trợ lý Gurmukh Singh chào đón. Aysa bị sốc khi thấy Gurmukh còn rất trẻ vì anh ấy mới 19 tuổi và biết tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ ai khác trong pháo đài. Vì Aysa đến nhanh hơn dự kiến của mọi người nên anh ấy thấy những người còn lại trong quân đội đang xem hai con gà chống chọi nhau. Không ai mặc đồng phục hoặc tuân theo các quy tắc mà một người lính phải tuân theo. Khi nhìn thấy Aysa, họ đứng thành một hàng thẳng nhưng không gây được ấn tượng với anh ấy. Anh ấy mắng mỏ quân đội vì đã làm xấu hổ toàn bộ cộng đồng người Sikh. Sau đó là ra một hình phạt, họ được ra lệnh vật lộn với nhau trông như những con gà trống trước đó. Không được phép dừng lại cho đến khi những con gà trống nói dừng thì thôi. Một trong những người lính hỏi xem một con gà trống sẽ nói như thế nào và bị buộc phải chạy quanh pháo đài vì hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Aysa sau đó giữ Lao để giám sát hình phạt. Những người lính vật lộn cho đến hết ngày, một số còn lại thì tiếp tục chạy vòng quanh pháo đài. Vài giờ sau, Aysa thấy họ đang đùa giỡn và hát. Khi được hỏi tại sao họ dừng lại, Lao nói rằng những con gà trống đã yêu cầu họ làm vậy. Chúng đang tạo ra một tiếng động giống như nấu ăn. Do đó, đoàn quân nghĩ rằng anh đang thèm ăn thịt gà và ra lệnh để mọi người nấu chín lên. Aysa nín cười và trừng phạt Lao vì đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Anh ta được yêu cầu nhịn đói trong tuần tới. Những người lính của anh ta đứng lên và tuyên bố rằng họ cũng sẽ bị trừng phạt cùng với Lao vì anh ta là đồng đội của họ. Aysa ra lệnh và tiếp tục tra tấn bọn họ trong 2 ngày tiếp theo. Trong thời gian này, tất cả 20 binh sĩ đã có gia đình ở quê nhà, những người mà họ hy vọng sẽ sớm được gặp lại. Cha của một người đàn ông đã đi một đôi giày cả đời mà chưa thay, nên anh ấy chuẩn bị sẵn một đôi giày để tặng ông ấy như một món quà. Một người đàn ông khác là một người đã có vợ
vợ anh vừa gửi cho anh một lá thư có dấu tay của đứa con gái tròn 1 tháng tuổi của cô bé. Tương tự như vậy, có những người bị áp bức dưới tầng lớp xã hội của họ và những người cũng đang rất nhớ mẹ của họ. Sau 2 ngày không ăn gì, những người lính bắt đầu phàn nàn. Aisa cảm thấy thương cảm cho họ và cho phép họ kết thúc hình phạt sớm. Tuy nhiên, một người lính tên Chanja trả đũa, nói rằng họ không cần Aisa thương hại. Anh ta không thích Aisa và nghĩ rằng anh ta là người hầu của người Anh. Người đầu bếp tên Dad tiết lộ rằng Aisa cũng đã không ăn trong 2 ngày qua và yêu cầu những người lính quyết định xem họ muốn làm gì cho phù hợp. Khi họ hỏi Aisa tại sao anh lại trừng phạt mình vì lỗi lầm của họ, anh trả lời rằng anh không dám ăn khi đồng đội của mình đang chết đói. Sau câu nói đó, anh ấy đã giành được trái tim của bọn họ, sau đó họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc. Trong khi chờ đợi, Saidula, người đàn ông Afghanistan muốn giết người phụ nữ trước đó, đã sắp xếp một cuộc gặp mặt với các thủ lĩnh của 3 bộ lạc Afghanistan. Cho đến nay, họ đã tự mình chiến đấu chống lại chính phủ Anh. Nhưng nếu họ hợp lại và chiến đấu như một đội, thì họ sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Các thủ lĩnh bộ lạc đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch tấn công. Họ dự định chiếm cả 3 pháo đài trong cùng một ngày, bắt đầu với pháo đài có Aisa vì đây là pháo đài dễ chinh phục nhất. Saidula dự đoán họ sẽ mất chưa đầy 2 giờ để tiêu diệt 21 binh sĩ vì quân đội của họ bao gồm khoảng 10.000 người. Sau khi đánh bại quân đội của Aisa, họ càn quét tới 2 pháo đài còn lại và chinh phục chúng. Ở một nơi khác, Aisa được biết tin từ người cung cấp thông tin rằng một ngôi làng Afghanistan gần đó đã bị mất tích trong 2 tuần qua. Cho rằng có điều gì đó không ổn, Aisa và lao đến ngôi làng nói trên để điều tra. Họ nhận thấy ngôi làng có rất nhiều phụ nữ, trẻ em và người già nhưng không có nam thanh niên nào hết. Hơn nữa, trách nhiệm về việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo cũng thuộc về người già và phụ nữ trong làng. Khi trở lại pháo đài vào ngày hôm đó, Aisa tiết lộ rằng anh ấy muốn giúp ngôi làng xây dựng nhà thờ Hồi giáo. Hầu hết các binh sĩ đều phản đối vì tôn giáo của họ không phù hợp với đạo Hồi của đất nước mình. Tuy nhiên, Aisa vẫn tự đi và bắt đầu giúp đỡ dân làng. Vào giữa trưa, một đứa trẻ suýt chết dưới trần nhà vì bị rơi xuống. Aisa cứu cậu ta và đến lượt anh ta được cứu bởi các đồng đội của anh, những người đã đến sau để giúp đỡ. Sau vài ngày, họ hoàn thành nhà thờ và một bà lão cho mỗi người một quả hạnh nhân. Một trong những người lính giữ quả hạnh nhân như một thứ gì đó quý giá vì nó khiến anh ấy nhớ đến mẹ của mình. Ở trên pháo đài, những người lính đang quan sát thì nhận được tin nhắn từ pháo đài bên cạnh, yêu cầu họ cảnh giác vì quân đội Afghanistan đang lên kế hoạch tấn công họ. Aisa nhìn ngọn núi xa xa qua ống nhòm nhưng không thấy ai. Ngay khi họ nghĩ đó là báo động giả, tiếng trống trận vang lên bên tai họ. Một người đàn ông, hàng trăm người theo sau, rồi hàng nghìn người xuất hiện. Đám đông nhường đường cho kẻ xưng danh là Saidula, người đàn ông đã bắt người phụ nữ mà Aisa từng cứu. Hắn ra lệnh tuyên bố bắt đầu cuộc chiến, Saidula đã chặt đầu cô gái ấy và để đám đông gieo hò cổ vũ. Sau đó, Aisa nhận được một lá thư từ cấp trên của mình qua cột đèn. Anh ta tập hợp những người lính lại và nói với họ rằng họ đã được lệnh rút lui và bỏ chạy để giữ mạng sống. Một tiếng cười lớn ngắt lời Aisa. Người lính sẽ không bao giờ được bật cười trước mặt người khác. Hóa ra những người lính còn lại nghĩ rằng thật buồn cười khi sẽ bỏ chạy như những kẻ hèn nhát. Aisa hiểu tình cảm của họ nhưng yêu cầu họ suy nghĩ lại vì nếu bọn họ chọn chiến đấu thì sẽ chết là cái chắc. Chanja, người chưa bao giờ thích Aisa, nghĩ rằng anh ấy đang cố gắng lay chuyển tinh thần của họ và sợ phải xông vào chiến trường. Để đáp lại, Aisa đi vào một căn phòng và bước ra đội một chiếc khăn xếp màu vàng trông rất cute phô mai que, chiếc mũ là tượng trưng cho lòng dũng cảm, trung thành và cả khô máu. Anh ta đánh trống chiến trường, sau đó là giết kẻ thù đầu tiên để bắt đầu trận chiến. Mọi người đều sẵn sàng chiến đấu, ngoại trừ Gurmukh, 19 tuổi, anh ta có vẻ bối rối. Anh ta hỏi Aisa tại sao lại nói dối quân đoàn, nói rằng cấp trên muốn họ bỏ chạy khi mệnh lệnh thực sự là chiến đấu. Aisa tiết lộ rằng bằng cách đó để cho những người lính lựa chọn, điều đó chứng tỏ rằng họ không phải là những kẻ hèn nhát như Lauren từng nói. Sau đó, anh ra lệnh cho đầu bếp sẵn sàng mang nước cho tất cả những người bị thương. Cuộc đấu súng bắt đầu và sau đó là tiếng súng nổ liên tục. Một chất nổ được ném về phía tòa thành khiến một người đàn ông rơi khỏi pháo đài. Trước khi anh ta bị giết, một đồng đội đã đến trợ giúp anh ta. Họ đang là mục tiêu của xạ thủ sắc bén nhất của kẻ địch mà đang nấp sau một hòn đá. Trước khi hắn ta bắn họ, Aisa đến và làm điều tương tự với hắn ta. Khi họ vào bên trong an toàn, Aisa mắng Gurmukh vì đã không bắn kẻ đã ném chất nổ. Gurmukh trả lời rằng anh ta chưa bao giờ giết ai và rất sợ quân địch. Không lãng phí thêm thời gian, Aisa giao cho anh ta nhiệm vụ khác, đó anh ta phải liên tục gửi thông tin cập nhật cho các pháo đài khác. Khi Aisa quay trở lại vị trí của mình, quân địch bắt đầu rút lui. Saidula và thủ lĩnh bộ lạc tiến lên với một lá cờ trắng, yêu cầu được nói chuyện với anh ta. Người cầm đầu của cả hai bên gặp nhau và Aisa ngay lập tức nhận ra Saidula. Anh ta hỏi liệu Saidula có sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình không, hay anh ta chỉ giỏi giết những người phụ nữ bất lực. Trong khi các thủ lĩnh bộ lạc đang bình tĩnh, Saidula nổi cơn thịnh nộ, hứa sẽ dẫm lên chiếc khăn xếp của Aisa vào cuối ngày hôm đó. Hai binh sĩ người Sikh bàn giao hai tù nhân người Afghanistan bị bắt trước đó.
Aisha tuyên bố rằng họ không giết những người đầu hàng. Tuy nhiên, hóa ra các tù nhân là mồi nhử. Ngay sau khi mảnh vải được gỡ ra khỏi mặt họ, một vụ nổ xảy ra khiến một số binh sĩ Afghanistan thiệt mạng. Cuộc chiến vẫn tiếp tục nhưng lúc này, quân địch đã đến được các bức tường bên ngoài của pháo đài. Một người lính khác chết vì trúng đạn trong khi người Afghanistan bắt đầu đập cửa pháo đài. Ba người lính được cử đến để ngăn cánh cửa bị phá. Trong khi đó, Aisha tập trung vào xạ thủ thiện xạ đã giết người lính. Anh ta đeo kính một mắt vào khẩu súng trường để ngắm tốt hơn và bắn chết người đàn ông chỉ bằng một phát súng. Ở tầng dưới, những người lính đợi cho đến khi quân đội hết đạn và tấn công. Họ xoay sở để giết được nhiều kẻ thù nhưng ngày càng nhiều kẻ thù tiếp tục lao đến. Đột nhiên, một người lính tên là Bola bị bắn. Trong phút cuối cùng của cuộc đời, anh ấy nói rằng anh ấy hạnh phúc vì cái chết đó khiến mọi người bình đẳng và bọn họ không còn thua kém giai cấp nữa. Những người khác cố gắng cầm máu cho anh ta và một đồng đội thậm chí còn đưa khăn xếp của mình để băng bó vết thương nhưng cuối cùng Bola vẫn chết. Chẳng mấy chốc, họ hết đạn và nghĩ ra chiến thuật khác để ngăn chặn đối thủ. Họ mở cửa, giả vờ như đã bỏ cuộc trước khi tấn công từ phía bên ngoài. Mặc dù họ đã biết sẽ không thể chống lại cả ngàn người được, nhưng họ đã liều để giết càng nhiều người càng tốt. Khi chút hơi thở cuối cùng, Lao yêu cầu người lính duy nhất còn sống chạy vào trong và đóng cửa lại. Anh ta làm như vậy nhưng bị thương nặng. Trước khi chết, anh ngồi bên xác chết của Bola và kể lại câu chuyện cười mà anh từng ghét. Bên ngoài, Lao chết khi nhìn vào bức ảnh có dấu tay của con gái mình. Trong khi đó, một số xác chết chất đống bên dưới bức tường. Người Afghanistan sử dụng xác và dây thừng để leo lên pháo đài. Một vài người đàn ông đầu tiên bị đánh bại nhưng sau đó, nhiều người khác bắt đầu trèo lên và giết chóc. Cuối cùng, người đồng đội cuối cùng cũng chết khi anh ta đẩy mình và một nhóm người Afghanistan ra khỏi bức tường. Anh ta cũng cho nổ một chất nổ, giết chết nhiều người ngay trước khi anh ta chết. Giờ đây, chỉ còn lại 3 người Aisha, Gurmukh và Chada trong số 21 người lính. Aisha ra lệnh cho họ ở trên lầu trong cột đèn trong khi anh ấy tự mình chiến đấu với toàn bộ quân đội. Cuối cùng kẻ thù cũng vào được pháo đài và được thủ lĩnh chào đón. Người đầu tiên tấn công anh ta bị chém xuyên bụng khiến những người khác phía sau anh ta trở nên điên cuồng. Aisha bị bao vây nhưng anh ấy chiến đấu như một con mãnh thú và điên cuồng chém chém, giết giết. Đột nhiên, anh ta dừng lại khi nhìn thấy kẻ mà mình sắp giết là một cậu bé. Ai đó nhân cơ hội đã bắn vào vai anh ta khiến anh ta yếu đi, nhưng tinh thần chiến đấu của anh ta vẫn rất ok con dê. Chada cũng tham gia chiến đấu với anh ta và bị giết với nhiều nhát dao trên người. Khi Aisha không có vũ khí, anh ấy vẫn chiến đấu trong vô vọng, nhưng cuối cùng chính cậu bé mà anh ta không giết trước đó lại là người cuối cùng đã đâm anh ta. Saidullah đến bên trong pháo đài và giết chết người đầu bếp tội nghiệp mặc dù anh ta đang tiếp nước cho quân đội Afghanistan. Sau đó, hắn ta cố gắng cởi khăn xếp của Aisha. Với tất cả sức lực còn lại của mình, Aisha anh ta đâm vào cổ Saidullah và giết chết hắn ta. Trời sắp tối và các pháo đài khác có lẽ đã nhận được yêu cầu hỗ trợ lúc này. Những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ ngay sau khi họ đã chết. Một thủ lĩnh bộ lạc ra lệnh cho mọi người tránh xa khăn xếp của Aisha vì ấn tượng trước sự dũng cảm của anh ấy. Sau đó anh ta bỏ đi. Nhưng thủ lĩnh thứ hai vẫn muốn giết nốt người Sikh còn lại. Bọn chúng đốt trụ đèn, chờ thành viên duy nhất còn sống Gurmukh bị thiêu sống. Nhưng thay vào đó, thiếu niên dũng cảm đó đã chạy ra ngoài hét lên tiếng vang xung trận của người Sikh. Sau đó, anh ta tóm lấy tên cầm đầu và kích hoạt lựu đạn gắn trên người anh, tạo ra một vụ nổ lớn và khiến nhiều người thiệt mạng. Cuối cùng, những người Afghanistan còn sống sót đã cướp phá pháo đài và phóng hỏa. Sau đó, Quốc hội Anh vinh danh các liệt sĩ bằng huân chương công trạng của Anh, đó là phần thưởng cao quý nhất mà một người lính Ấn Độ nhận được. Sau này, pháo đài đó đã được tu sửa và xây dựng để tưởng nhớ những người lính dũng cảm vẫn được nhiều du khách viếng thăm hàng năm. Cảnh quay này đã kết thúc bộ phim hôm nay mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.